Xin được trân trọng chào mọi người. Hôm nay có rất nhiều điều tâm sự với tất cả mọi người. Vừa rồi thì mọi người cũng thấy đó, một sự việc mà vô cùng buồn và đau lòng. Đó là một cô tiên đã sau nhiều ngày tháng bán bóng, hôm nay cô trở lại cô bán hàng. Thì trong tổng cái số lượt xem hôm đó rất là nhiều, nhưng người mua thì chỉ là một con số nhỏ. Cô rất buồn, mình nhìn thấy được trong ánh mắt của cô. Và chính bản thân tôi cũng rất buồn vì sự việc đó. Nhưng mọi người nên nghĩ một điều: tất cả những gì xảy ra đối với chúng ta, chúng ta nên suy nghĩ và xem xét, nhìn nhận lại bản thân mình. Không có lửa thì làm gì có khói, đúng không mọi người? Không thể nào, không có quy luật nào mà trồng cây ngọt lại hái trái đắng. Thì đó là một lời cảnh tỉnh cho những người làm trong giới nghệ thuật. Bớt đi những cái sự phát ngôn, ứng xử, hành xử kém ý thức, kém văn hóa, kém văn minh, kém trí, kém đức. Và một điều nữa, chúng ta tiếp tục. Thưa cô Châu, thưa chú Hùng, trong những ngày qua thì đã xem, đã nghe được là cô chú ra nghị trường bảo vệ một hoa hậu nào đó, một bộ phim nào đó. Thì người dân của cháu có những thắc mắc về những câu hỏi như thế này. Trong những ngày qua thì sự việc của chị Nguyễn Phương Hằng chắc ai cũng thấy, ai cũng biết. Và những gì chị làm sai, chị nói sai thì đã có pháp luật nghiêm trị và xử lý. Còn những cái sự việc đúng của chị thì tại sao không thấy ai lên tiếng đi bảo vệ? Bởi vì sao? Bởi vì là họ đóng góp công sức của mình vào cái sự việc an sinh xã hội rất lớn, bằng cách là những công ty, những xí nghiệp, những khu công nghiệp đã giải quyết cho biết bao nhiêu công nhân, cho người dân có việc làm, cuộc sống ổn định. Và cái quỹ thiện nguyện đó là Trái Tim Hằng Hữu và Uống Tủy Não. Và hơn nữa đó là những cái quỹ là giúp cho những người xa chân lỡ bước quay trở về để hòa nhập với cộng đồng. Thì các cô, các chú thấy có thấy rõ hay không? Khi cô Phương Hằng đứng lên tố cáo một người lạng băm nào đó thì tự động tự nhiên những người làm trong giới nghệ thuật nhảy vào công kích, xuyên tạc, chống phá, bêu xấu, bôi nhọ đầy hết. Rất rõ, không còn gì để bàn cãi nữa, mà không thấy ai lên tiếng. Cả báo chí cũng không thấy lên tiếng nói lên những cái gì đúng, những cái gì tốt đẹp của anh chị đã làm. Cô Châu nghĩ thế nào khi bảo vệ bộ phim cũng như cô Hoa Hậu? Cô có nghe cô ta phát biểu như thế nào không? Cô ta xướng tên mình trước với những vị anh hùng của đất nước khi một người hỏi đến ở địa phương đó ai là người nổi tiếng. Thì thử hỏi cô một người đại diện cho ý thức, cho trí thức, cho sắc đẹp, cho văn hóa, cho nhận thức, lại có những phát ngôn như thế. Rồi một bộ phim nói là dựa trên tác phẩm lấy cảm hứng. Cháu xin hỏi rằng trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn cách mạng Đòn Giỏi, nếu lấy cảm hứng, rất nhiều điều để làm một bộ phim lẻ, mà tại sao không làm, phải đem những cái ban hội nào đó vào trong phim, những cái trang phục ngoại lai nào đó vào trong phim, bối cảnh ngoại lai nào đó vào trong phim? Người dân xem thì người dân phải đánh giá. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiểu thuyết của nhà văn cách mạng Đòn Giỏi đã được chuyển thể phim vào năm 1997, đã nói lên thực trạng quá rõ, dù có nhân cách hóa, dù có hư cấu, nhưng cái thông điệp đem lại cho người dân thấy rất rõ, đó là sự hào hùng và những sự việc đó là những hy sinh của ông cha, của dì mẹ vào thời điểm Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã đứng lên lãnh đạo quần chúng nhân dân chống Pháp và đã để lại một mốc son chói lọi, đó là cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa. Thưa các cô, các chú, khi người dân mua một sản phẩm không đốt, không đúng, không tốt, không phải, không được, không đẹp, thì người dân có quyền chê, khen. Đó là chuyện bình thường.
Tại sao phải đem vào nghị trường mà nói là ai xem ai có tính chất là bêu xấu thế này thế kia, xử lý? Xử lý cái gì ở đây thưa chú? Đáng lẽ các cô, các chú, những cô, chú, bác đang đứng đầu đất nước phải biết vui, biết hạnh phúc khi người dân còn biết đến lịch sử của ông cha, của quê hương, của đất nước. Họ đứng lên, họ phản ảnh những việc xấu và bảo vệ cái tốt. Đó là một điều đáng vui, bởi vì người dân còn nhớ, còn biết được quê hương mình, đất nước mình có ngày độc lập hôm nay, tự do hôm nay, hạnh phúc hôm nay là từ đâu. Là họ đã thấy được và nhìn nhận được và công nhận và biết ơn những vị lão thành cách mạng đã ngã xuống vì quê hương này, vì đất nước này. Các cô, các chú phải vui, đúng không mọi người? Chứ các cô, các chú đem ra xử lý thì cháu nghĩ không hợp lý. Muốn các cô, các chú muốn làm gì thì phải hợp lý với lòng dân. Cũng như lời của bác Hồ đã dạy đó, là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ của hai cuộc cách mạng, người dân đã đóng góp sức mình vào cuộc cách mạng rất to lớn. Bằng chứng là các dì, các mẹ hy sinh cả gia đình mình vì quê hương mình, vì đất nước mình. Những người con của mẹ, chồng của mẹ đi mãi mãi không về. Người dân chúng cháu còn nói lên được như thế thì người dân chúng cháu biết ơn, biết suy nghĩ và biết được, hiểu được, luôn giữ trong lòng của mình lịch sử của đất nước có giá trị như thế nào. Hòa bình có được cái giá trị như thế nào, thưa cô, thưa chú? Bởi cô chú là những người đứng đầu. Khi chúng ta phát biểu một cái gì đó, chúng ta nói một cái gì đó, mình nên kiểm chứng, mình nên tìm hiểu thật rõ và thật kỹ để làm hợp lòng dân. Và các cô, các chú nên thấy một điều như thế này. Cái văn hóa của đất nước Việt Nam mình phải luôn được bảo tồn và phải phát huy. Hãy bài trừ cái những cái xấu, cái nó một đem lại cho cái cộng đồng này những cái thông điệp nó tiêu cực, hay là nó những cái hình ảnh nó không tốt đến cho một giới trẻ. Bởi vì sao cháu nói như thế? Trong thời gian qua, các cô, các chú bên văn hóa truyền thông thông tin cũng đã thấy được một số hình ảnh của những người nghệ sĩ phát biểu, ứng xử, cư xử, hành xử rất kém văn minh, rất kém văn hóa. Thì cháu cũng mong rằng nếu nói xử lý thì các cô, các chú phải xem xét thiệt kỹ trên mạng những người nào phạm vào những cái điều này, thì các cô, các chú cũng phải xử lý để hợp lòng dân. Và cháu xin có ý kiến rằng tất cả những cái gì thuộc về nghệ thuật khi công bố ra với công chúng thì chúng cháu chỉ mong rằng nó sẽ có một thông điệp mang tầm ảnh hưởng về giáo dục, nhân cách, lối sống, xã hội và con người Việt Nam. Phản ảnh ảnh những cái xấu, đã phá những cái xấu, bảo vệ cái tốt, để cho con cháu của chúng cháu học hỏi để phát huy. Học hỏi và phát huy để biết mình đang ở đâu. Dòng máu mình đang chảy là máu đỏ da vàng, và mình là người Việt Nam. Những tác phẩm, những cái gì đó nó ngoại lai thì mong rằng cục điện ảnh cũng kiểm duyệt thật chặt chẽ để làm không làm hư đi cái đầu, cái óc, cái bộ não và cái suy nghĩ, cái tư tưởng của con cháu, người dân chúng cháu. Xin thưa các cô, các chú.